Bộ sản phẩm tăng chiều cao Fitin hiệu quả nhờ chứa bộ 3 canxi nano, vitamin D3 và MK7. Chào mừng các bạn đang theo dõi tin tức 360 của kênh Gia đình Việt. Natalie làm loạn showbiz, Natalie bóc phốt Ngọc Trinh. Đây là những từ khóa xuất hiện tràn lan mấy ngày qua. Giữa Ngọc Trinh và Natalie cùng đầu tư với nhau và chuyện Ngọc Trinh gặp biến không phải là chuyện lạ thường. Nhưng có một lý do khiến khán giả tò mò, đấy chính là việc từ Ngọc Trinh gặp biến Vũ Khắc Tiệp gây chiến cứu nguy cho Ngọc Trinh. Kể cả Vũ Khắc Tiệp gây chiến với cả Lý Nhã Kỳ, Vũ Thu Phương để bảo vệ nhưng lại im phăng phắc trước Natalie. Cộng đồng mạng đặt ra câu hỏi, có phải Natalie và Vũ Khắc Tiệp có mối quan hệ nào đó khiến anh không thể chống cự để bảo vệ cả cương của mình? Từ việc thế nào, hãy cùng Gia đình Việt tìm hiểu nhé. Gần 2 thập kỷ trôi qua, có một đôi bạn vẫn cùng nhau gắn kết một cách vững bền dù gặp không ít những sóng gió, đó chính là Ngọc Trinh và Vũ Khắc Tiệp. Mỗi khi nữ hoàng nội gặp biến, ông bầu Vernon luôn lên tiếng và bảo vệ người bạn thân thiết của mình, sẵn sàng ngắt trả lúc chat với Vũ Thu Phương và Lý Nhã Kỳ để bảo vệ cả cưng. Năm 2019, khi Ngọc Trinh bị Vũ Thu Phương chỉ trích là thiếu văn hóa, mặc đồ gợi dục vì bộ đồ hở hang trên thảm đỏ Cannes, Vũ Khắc Tiệp đã bình luận ngay dưới bài đăng rằng Trinh có sao sống vậy và không giả tạo hay nổ bom gì đâu. Anh thấy cuộc đời Trinh vẫn đang vui và sống khỏe đẹp mỗi ngày. Anh chắc chắn một điều là cuộc đời Trinh toàn đóng vai chính và chưa đóng vai phụ một giây rồi tung hô, tự hào về thành tích mình. Trinh không đụng chạm đến ai bao giờ. Anh nghĩ em đang trừ nhiều người, trong đó có rất nhiều sao thế giới đó em. Chỉ 5-10% những người có phim mời đến Cannes, còn 90-95% là khách mời đến dự ra mắt phim. Cũng trong thời điểm Ngọc Trinh gây bão vì bộ đồ hở hang trên thảm đỏ Cannes, Lý Nhã Kỳ đã có chia sẻ để ẩn ý những nghệ sĩ chưa đủ chín chắn và không có nội lực trong nghệ thuật, cái họ nhận lại chính là biến mình thành món ăn giải trí cho số đông, chẳng hạn như làm lố để rồi mọi người nhắc đến theo kiểu quật nhả, chế giễu, nhưng lại nghĩ rằng đó là sự quan tâm của công chúng hay sẽ nổi tiếng nhanh hơn. Chia sẻ của cô đã khiến khán giả liên tưởng ngay đến Ngọc Trinh. Ngay lập tức, dù từng có một quan hệ khá thân thiết, nhưng Vũ Khắc Tiệp đã không ngại tắt thẳng tên Lý Nhã Kỳ để bênh vực cáo cưng. Anh viết: Lý Nhã Kỳ, anh thấy vị trí của em bây giờ không cần phải lên báo để nói về đàn em như vậy. Cứ mỗi lần thảm đỏ Cannes có ai xuất hiện là em lại có cái để nói trên báo, nói đủ các vấn đề không mới tích cực. Anh nhớ lần đầu là cô bé Angela Phương Trinh, lần hai là Vũ Ngọc Anh, và lần này nữa, trên tất cả mọi người đều biết em bỏ cả 1 triệu mua tài trợ cho Cannes để xuất hiện với tư cách của người tài trợ. Các bạn khác không có nhiều tiền như em nên họ chỉ xuất hiện với tấm vé mời bình thường thôi em. Ngay cả chương trình anh tổ chức không dính líu gì đến em, mà em còn có cả một cái status dần mặt mọi người là chương trình này không liên quan gì đến em. Có nhất thiết phải vậy không? Thiết nghĩ cuộc sống của ai người đó hưởng, số đẹp họ tự gánh. Em thấy Ngọc Trinh có bao giờ lên báo nói xấu hay ganh tị với bất cứ ai đâu, chính vì vậy anh thấy ông trời thương và cho Trinh cuộc sống tốt đẹp nhất, xinh đẹp, có tiền và an nhiên. Những điều anh muốn nói, mong em có cuộc sống viên mãn và bình an. Ấy vậy mà khi Ngọc Trinh vướng phải loại ồn ào với Natalie, Vũ Khắc Tiệp lại hoàn toàn giữ im lặng. Dù trong suốt thời gian qua, anh luôn đồng hành với Ngọc Trinh để thực hiện một dự án mới, cũng thường xuyên xuất hiện cùng nữ hoàng nội y ở mạng xã hội, nhưng vẫn hạn chế nhắc đến tên của Natalie. Thậm chí, vào tối ngày 24 tháng 4, khi được một cư dân mạng hỏi đến những ồn ào vừa qua với Natalie, cụ thể là việc dọa bị kiện 30 tỷ đồng, nữ hoàng nội y đã đích thân lên tiếng. Cô chia sẻ: "Bởi hôm nay chị rất bận nên không có thời gian quan tâm đến những chuyện vặt vãnh đó, không nhắc tên nhân vật đó các bạn nha." Trong khi đó, Vũ Khắc Tiệp vẫn giữ im lặng. Tính sự im lặng của Vũ Khắc Tiệp khiến drama Natalie bớt đi những tình tiết tranh cãi phức tạp, làm dấy lên những sự tò mò cho khán giả. Liệu anh và Natalie có mối quan hệ nào đó mà Vũ Khắc Tiệp không thể lên tiếng bênh cả cưng? Hay việc Natalie là một người chẳng sợ ai cả, Vũ Khắc Tiệp im lặng để tránh thêm những sóng gió và rắc rối xảy ra với Ngọc Trinh? Đây cũng là câu hỏi vô cùng tò mò mà khán giả vẫn thắc mắc. Các bạn nghĩ lý do tại sao Vũ Khắc Tiệp lại im lặng lần này? Hãy cho chúng tôi những ý kiến của các bạn với nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Hẹn gặp lại những video tin tức mới nhất.